sáng 11 tháng 7, tại hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lao Si -lít ở Viên Trăn Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố món quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em là 20 xe điện VinFast. Số xe này sẽ góp phần hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2024. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trao tượng trưng chìa khóa 20 xe điện VinFast cho Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào người đứng đầu nhà nước Việt Nam sau đó cùng lên xe điện với nhà lãnh đạo Lào. Chủ tịch nước Tô Lâm ngồi ở ghế lái và chở Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào thông Lao lít một đoạn. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Lào ngồi cùng một xe, cùng trải nghiệm xe điện mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Được biết, loại xe điện mà Việt Nam tặng Lào dịp này là dòng VinFast VF9. Đây là dòng xe điện lớn nhất do VinFast của Việt Nam chế tạo. Trên thực tế, xe điện của VinFast không còn xa lạ với người dân thủ đô Viên Trăn của Lào. Sau khi ra mắt tại thủ đô Lào vào tháng 11 năm 2023, hãng xe xanh SM sử dụng xe điện VinFast đã hoạt động hiệu quả và mở rộng mạng lưới ra nhiều thành phố khác của nước bạn. Chủ tịch nước Tô Lâm đang trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào ngày 11 tới ngày 12 tháng 7. Trong sáng 11 tháng 7, người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào và hội kiến các lãnh đạo cấp cao khác của nước này. Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thong Lao Sin Sao Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham cấp nhà nước tới Lào từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 năm 2024. Sáng 11 tháng 7, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại nhà Quốc hội Lào, thủ đô Viên Trăn. Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lao Si Sao Lít chủ trì lễ đón chính thức. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước tô Lâm cùng Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lao Si Sao Lít dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao khai nước tiến hành hội đảng. Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lao Lít nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi nhậm chức. Nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Tô Lâm đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tổng bí thư chủ tịch nước thông lao si một lần nữa chúc mừng ông tô lâm được tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước việt nam và tin tưởng chủ tịch nước tô lâm cùng các lãnh đạo cấp cao việt nam sẽ tiếp tục đưa việt nam ngày càng phát triển Tổng bí thư Chủ tịch nước Thông Lao Si Saulit cảm ơn Chủ tịch nước Tô Lâm đã mang tới Lào tình cảm hữu nghị chân thành, đoàn kết, gắn bó keo sơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với Chủ tịch nước Tô Lâm phát huy mối quan hệ có một không hai trên thế giới ngày càng bền vững và hiệu quả. Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào trân trọng truyền lời thăm hỏi thắm tình đồng chí anh em và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu to lớn nổi bật và toàn diện của Việt Nam trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Lào tổng bí thư chủ tịch nước lào chúc mừng những thành tựu đối ngoại quan trọng mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua khẳng định mạnh mẽ uy tín vị thế quốc tế của việt nam chủ tịch nước tô lâm bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp nhà nước tới lào trên cương vị mới trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ phạm minh chính và chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn tới tổng bí thư chủ tịch nước lào thông lao si các lãnh đạo cấp cao và toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân lào anh em Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và bày tỏ tin tưởng nước bạn Lào sẽ sớm khắc phục được các khó khăn, thách thức, tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 12 sau khi thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội tại mỗi nước hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua hai bên tiếp tục thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương quan trọng qua đó giúp tiếp tục duy trì và phát huy quan hệ chính trị gắn bó tin cậy ở mức cao nhất hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng chặt chẽ hiệu quả với vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước hợp tác kinh tế được quan tâm thúc đẩy trong đó thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng việt nam duy trì là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của lào đồng thời hai bên cũng nỗ lực tháo gỡ rất điểm khó khăn vướng mắc một số dự án trọng điểm hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa xã hội giáo dục thể thao giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương nhất là giữa các tỉnh biên giới tiếp tục được tăng cường đem lại những lợi ích cụ thể cho người dân hai nước trong bầu không khí hữu nghị thắm tình đồng chí anh em hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tin cậy chân thành và thẳng thắn về các định hướng biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay hai nước càng cần tăng cường tham vấn trao đổi kinh nghiệm phối hợp hỗ trợ lẫn nhau vượt qua các thách thức khó khăn cùng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng theo đó hai nhà lãnh đạo tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước cũng như giữa các bộ ngành ở trung ương và địa phương tăng cường tham vấn về các vấn đề chiến lược đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp giả soát và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào cho nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ sớm đưa các nội dung của Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước, phối hợp xây dựng các công trình và di tích lịch sử về quan hệ Việt Nam-Lào, trong đó có công viên hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Viên Trăn. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh trụ cột hợp tác an ninh quốc phòng để phối hợp đối phó với các thách thức mới, tiếp tục phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước triển khai tốt các thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hai nước, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, nhất là ngăn chặn đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, xuất nhập cảnh trái phép tiếp tục phối hợp hiệu quả trong việc tìm kiếm, cất bốc và khồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và tôn tạo các tượng đài liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế cho xứng đáng với tầm vóc quan hệ của chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng, nâng cấp các cửa khẩu quốc tế và đường giao thông kết nối hai nước, không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, năng lượng, nông nghiệp sạch, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, giao lưu nhân dân và giữa các địa phương hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp như hiện nay hai bên cần tăng cường chia sẻ trao đổi thông tin phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn khu vực và quốc tế bảo đảm đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của asean và các cơ chế do asean dẫn dắt Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trên tinh thần đồng chí anh em, Việt Nam sẽ hết lòng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch IPA. Tại hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố món quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em là 20 xe ô tô điện VinFast để hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2024. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác bao gồm bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào để xây dựng triển khai hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào, hiệp định dẫn độ giữa Bộ Công an Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Lào, kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào, thỏa thuận tăng cường kết nối vận tải hàng không Việt Nam-Lào giữa Bộ Công chính và Vận tải Lào và Việt Z và một số thỏa thuận của các doanh nghiệp hai nước. Bởi hội đàm đã diễn ra trong không khí hiểu biết, tin cậy đặc biệt và thắm tỉnh hữu nghị, đồng chí anh em. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng nhắc lại lời mời Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lao Si Sao Lít thăm Việt Nam vào thời điểm thuận tiện. Tổng bí thư Chủ tịch nước Thông Lao Si Sao đã vui vẻ nhận lời. Sau lễ ký kết, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lao Si Sao Lít thực hiện nghi thức khai trương kích hoạt triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ số, quốc gia số tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng thời tô thắm tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. đặc biệt. Việt.